Minh đường tử vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp chi tiết cực chuẩn. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp của bạn, dự báo những biến động trong cuộc sống tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020 về vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. 1. Tử vi tuần mới tuổi Tý từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 nói rằng tuổi tí tuần này có được cơ may tài lộc khá lớn. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhờ cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện. Tuy nhiên về cuối tuần có điểm báo kiếp tài, bản mệnh rất dễ hao tiền tốn của, nên lưu ý. Đường công danh sự nghiệp không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Con giáp này sẽ trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách ngay đầu tuần đã bị thiên quan soi chiếu vận trình kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho bản mệnh nhằm phá hoại công sức bấy lâu nay tinh thần làm việc của người tuổi tý xa sút bệ rạc nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi cũng may còn có các thần hữu bật ở bên động viên nên con giáp này cũng phần nào lấy lại tinh thần dần quyết tâm hơn để giành lấy thành công cho mình về phương diện tình cảm thì bản mệnh có lẽ sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền người ấy không hiểu và thông cảm cho bản mệnh, có nhiều việc tình ngay lý gian nhưng chẳng thể giải bày, dễ khiến cho đôi bên sinh lòng hiểu lầm, nghi kỵ. Nếu không sớm giải quyết triệt để thì mối quan hệ có nguy cơ đối mặt với dạn nứt. 2. Tử vi tuần mới tuổi sửu từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương đông hàng tuần 12 con giáp cho thấy cuối năm này của tuổi sửu khá tệ, hung vận lớn, may mắn ít ỏi, mà xui xẻo thì nhiều vô kể. Tài lộc thất thường, khi có tiền, khi lại trắng tay ngay sau đó. Cơ hội để kiếm tiền trong tuần chẳng có là bao, nếu không cẩn thận có thể lâm vào cảnh túng thiếu. Đường tình duyên của bản mệnh tuần này cũng không được hanh thông suôn sẻ cho lắm. Mặc dù có sao bách việt trợ mệnh, đào hoa ở bên, nhưng dường như đào hoa chỉ có lợi cho người độc thân tìm kiếm một nửa cho mình mà thôi. Con giáp này có cơ hội làm quen với nhiều đối tượng khác giới ưng ý. Còn những người có đôi dễ gặp họa đào hoa giữ khi mà những mối quan hệ xã giao của bản mệnh bị hiểu lầm, khiến cho mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Người tuổi sửu không tìm được cách nào để khiến cho đối phương hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình nên dễ nảy sinh dạn nứt chiến tranh lạnh. Về phương diện công danh sự nghiệp, có được chính ấn chiếu mệnh cho thấy con giáp này đang cố gắng phấn đấu hết sức để chạy kịp tiến độ của cuối năm. Công việc bận rộn khiến cho bản mệnh không thể nào kiểm soát được hết mọi thứ nhưng vẫn nỗ lực để đảm bảo đúng tiến độ được giao. Áp lực trong thời gian này khá lớn nên cần phải cố gắng để vượt qua. 3. Tử vi tuần mới tuổi dần từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo người tuổi dần thời điểm này không cần phải lo lắng nhiều về tiền bạc, thậm chí con giáp này còn có khả năng phát tài tuần này cũng nên ấy chứ. Thực thần nâng đỡ, việc kiếm tiền cực kỳ thuận lợi, dễ dàng nên bản mệnh chẳng lo lắng chuyện chi tiêu. Vận trình tình cảm không có nhiều biến chuyển đặc biệt. Tình yêu giữa con giáp này và người ấy vẫn tiến triển êm đềm, song cũng vì thế mà khá ảm đạm đôi bên còn bận rộn với vô khối dự định trước mắt nên có phần thiếu quan tâm chăm sóc tới nhau chỉ duy trì việc chuyện trò thăm hỏi mỗi ngày đường công danh sự nghiệp của tuổi dần trong tuần hung cát đan sen mặc dù có ấn quan tương trợ xong tiểu nhân vẫn lăm le dùng chuyện thị phi để làm hạ bệ tiếng tăm uy tín của con giáp này bản mệnh nên bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ nảy sinh và giữ tỉnh táo để giải quyết May mắn là có tà phù là cát tinh vẫn luôn ở bên, khi gặp khó khăn sẽ có người trợ giúp. Tuy nhiên, nếu con giáp này nóng vội, xử lý một cách bốc đồng, thiếu suy nghĩ thì chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ mà thôi. Tốt nhất hãy cân nhắc hết mọi phương án trước khi đưa ra quyết định quan trọng. 4. Tử vi tuần mới tuổi mão từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 bói tử vi 12 con giáp tuổi mão có một tuần khá khó khăn trong công việc. Mặc dù đầu tuần mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ nhờ ấn quan chiếu mệnh kết hợp giúp sức nhưng càng về cuối tuần thì mọi sự càng trở nên tệ hại hơn. Con giáp này có thể sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng vì một chút bất cẩn, sao láng. Bản mệnh lơ đễnh vì thế mà phải gánh chịu hậu quả của chính mình. Thương quan còn cho thấy thái độ làm việc thiếu cẩn trọng, thậm chí có phần sống chết mặc bay của con giáp này. Dù có các tinh thiên đức hỗ trợ nhưng cũng chỉ gánh đỡ được bớt phần nào chứ không thể hoàn toàn giảm hết được xui xẻo. Vận trình tình duyên của người tuổi mão trong tuần này không có nhiều biến động lớn. Con giáp này đang dần nhận ra tình cảm thực sự của mình mà trước giờ vẫn không hay biết. Hãy nắm giữ hạnh phúc, đừng để nó trôi mất khỏi tay mình rồi than trách sao vẫn cô đơn, lẻ loi nhé. Đường tài lộc khá vượng phát, con giáp này không cần phải lo nghĩ nhiều bởi vận may tiền bạc sẽ tự tìm đến tay. Từ giữa tuần trở đi cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, mang đến cho bản mệnh tin vui bất ngờ trong tháng cuối năm này. Nhờ đó tuổi mão có thể nuông chiều bản thân nhiều hơn một chút. năm Tử vi tuần mới tuổi thìn từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 tử vi hàng tuần cho thấy đường tình duyên của người tuổi thìn bấy ổn, dễ nảy sinh hiểu lầm con giáp này có thể sẽ chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm khi mà những điều bản mệnh cho là đúng hóa ra lại chẳng hề đúng chút nào với đối phương đôi bên đều không hài lòng với hành động của nhau bạch hổ hung tinh còn báo hiệu về những tai họa bất ngờ có thể xảy tới con giáp này làm gì cũng nên cẩn trọng cuối năm rồi kiếm ít tiền hơn một chút về nhà sớm hơn một chút nhưng giữ được an toàn cho bản thân thì cũng xứng đáng nhất là trong quá trình đi lại cần phải hết sức thận trọng về phương diện tài lộc, tuần này tuổi thìn kiếm tiền khá khó khăn, lại không có nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Trong thời điểm tới, có thể con giáp này sẽ khá chật vật để xoay sở chi tiêu, nhất là khi kiếp tài còn cho thấy nguy cơ hao tiền tốn của có thể đến bất cứ lúc nào. Đường công danh sự nghiệp tuần này mọi chuyện trước khó khăn sau suôn sẻ. Bản mệnh cần phải tự sốc dậy tinh thần của mình trước khi làm những việc quan trọng. Thiên ấn cho thấy con giáp này cần phải linh hoạt, biến đổi tùy theo tình hình cụ thể, có như vậy mới mang lại hiệu quả cao. 6. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng vận trình tuổi Tỵ thời gian này hung cát đan xen, có cả chuyện may mắn mà cũng không ít chuyện xui xẻo. Tài lộc chưa thực sự ổn định đầu tuần bị kiếp tài ngáng trở nên chuyện kiếm tiền khó khăn phải chờ tới cuối tuần thì mới tìm được thời cơ khởi phát về phương diện tình duyên thì đây là tuần mà đào hoa nở rộ thế nên con giáp này còn độc thân hãy nhanh chóng để tìm lấy bàn tay sưởi ấm trái tim mình trong đêm đông giá lạnh nhé đừng ngần ngại việc chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ biết đâu đối phương cũng đang chờ đợi bản mệnh ngỏ lời thì sao Vận trinh công danh sự nghiệp của người tuổi tỵ có nhiều ngã rẽ mà con giáp này cần phải quyết tâm lựa chọn. Thời điểm đầu tuần mọi sự diễn ra khá suôn sẻ thuận lợi khi mà chính ấn vẫn luôn che chở, lại thêm các tinh luôn dõi theo. Bản mệnh cần phải kiên trì tiến bước. Tuy nhiên, về thời gian cuối tuần có điểm báo của tiểu nhân, khi mà thiên quan xuất hiện thì bao may mắn trước đó đều tan biến và con giáp này dễ bị lợi dụng để làm những chuyện không thể tin nổi, ảnh hưởng đến uy tín của mình trong công việc. Đây cũng là bài học đắt giá cho tuổi tỵ. 7. Tử vi tuần mới tuổi ngọ từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi ngọ có nhiều tâm tư khó có thể nói thành lời. Âm sát hung tinh nhập mệnh, con giáp này có cảm giác bất an, vận tiểu nhân khá lớn nên gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc bản mệnh lúc này cần phải tập trung cao độ chớ nên lơ là mà mắc phải sai lầm cũng may thời điểm này có ấn quan tương trợ nên phần nào xóa bỏ được nỗi lo của con giáp này vượt qua được thử thách phía trước bản mệnh sẽ có thể đạt được mục tiêu của riêng mình nhưng hãy nhớ là đừng chỉ trông chờ vào người khác giúp đỡ mà cần phải dựa vào chính bản thân mình vận trình tình duyên thăng hoa rực rỡ biết trân trọng yêu thương thời gian tới con giáp này sẽ thấy mình may mắn và hạnh phúc thế nào khi có người luôn yêu thương che chở cho mình dù có chuyện gì xảy ra đào hoa phấp phới các cặp đôi sẽ sớm tính tới chuyện kết hôn đường tài lộc của người tuổi ngọ ít biến động trong tuần con giáp này không có nhiều cơ hội để phát tài phải chờ tới cuối tuần thì tài vận mới bắt đầu khởi sắc các nguồn thu nhập gia tăng thiên tài cho thấy bản mệnh có thể kiếm được không ít tiền từ nghề tay trái đó Hãy mạnh dạn tiến hành những việc mình đã quyết định. 8. Tử vi tuần mới tuổi mùi từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Theo tử vi tuần mới này, người tuổi mùi là người khá lận đận trong chuyện tình duyên, khó tìm được chân ái của đời mình. Con giáp này cần phải bình tĩnh để không quá tuyệt vọng. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm rối tung tất cả lên con đường phía trước còn rất dài vẫn có rất nhiều người ngoài kia mà thiên hình hung tinh cảnh báo về nguy cơ tuổi mùi trở nên nóng nảy bốc đồng và mất kiểm soát bản thân có những lúc con giáp này cần phải lắng lại một chút để không phạm phải từ sai lầm này đến sai lầm khác ảnh hưởng đến chính mình đến lúc đó hối hận cũng đã muộn màng vận trình công danh sự nghiệp may mắn là vẫn diễn ra khá tốt bản mệnh tuần này sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân tỷ kiên cổ vũ động viên cho con giáp này rất nhiều chỉ cần người tuổi mùi chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích tài lộc trong tuần dễ tù mà cũng dễ tán khả năng kiếm tiền trong tuần của bản mệnh rất tốt tiếc rằng vì nhẹ dạ cả tin nên tiền về tay hôm trước thì hôm sau đã bay biến mất rồi kiếp tài cho thấy con giáp này cần phải tỉnh táo hơn trước những lời dụ dỗ ngon ngọt ham cái lại trước mắt mà tiền mất tật mang nhé 9. Tử vi tuần mới tuổi thân từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 vận trình tình duyên trong tuần vô cùng khởi sắc. Người tuổi thân đang có chuyện tình yêu đẹp như mơ. Người ấy mang đến cho con giáp này những trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống. Bước vào ngưỡng cửa của tình yêu, bản mệnh cũng có nhiều sao xuyến, bồi hồi. Tuy nhiên, về phương diện sự nghiệp, con giáp này lại thể hiện sự tập trung cao độ khác có điều đó là chuyện của cuối tuần còn trong tuần tuổi thân có phần lơ đễnh dễ mắc sai lầm khi thương quan ảnh hưởng cũng may bản mệnh nhanh chóng lấy lại tinh thần giảm bớt phần nào thiệt hại đường tài lộc khá dồi dào hanh thông vào thời điểm đầu tuần con giáp này dù làm công an lương hay là người kinh doanh thì cũng đều có được nguồn thu nhập đáng ganh tị thực thần chiếu mệnh cho tiền về đầy túi bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều Tuy nhiên, nỗi lo sẽ dâng dần lên khi mà ngũ quỷ khiến cho con giáp này đầu óc mụ mị, thiếu tỉnh táo nên dễ đưa ra những nhận định sai lầm. Kiếp tài sẽ khiến cho tài lộc thất thoát, mất tiền đôi khi bản mệnh cũng chẳng hề nhận ra. Do đó, con giáp này cần phải biết tiết kiệm, phòng cho những trường hợp cấp bách. 10. Tử vi tuần mới tuổi dậu từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng đường tình duyên của tuổi dậu cực kỳ rực rỡ, dễ tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Con giáp này còn độc thân có thái âm nâng đỡ, nữ mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đón chờ hạnh phúc hơn hẳn so với nam mệnh. Vận trình công danh sự nghiệp thì đầu tuần bản mệnh có phần thiếu tập trung. Thương quan xuất hiện dẫn đến tâm thế làm việc chống đối, không tự nguyện, có những suy nghĩ sai lệch về việc cống hiến cho công việc con giáp này cần phải nhớ mục tiêu của mình là gì sớm chấn chỉnh lại tinh thần nếu không muốn mắc sai lầm tuổi dậu rồi cũng nhận ra được sai lầm của mình nhưng chắc chắn là sai lầm nào cũng đều phải trả giá cũng may là con giáp này tỉnh ngộ sớm được tỷ kiên vực dậy nên vẫn kịp để cứu vớt lại công sức bỏ ra trước đó mà giành được thành tích không tồi đầu tuần lại là thời điểm mà tài lộc đứng về phía bản mệnh thiên tài cho thấy sự nhanh nhạy của con giáp này con giáp này không để cho mình đánh mất bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, không được như ý. 11. Tử vi tuần mới tuổi Tất từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tử vi phương Đông chỉ ra rằng người tuổi Tuất có thể khó yên tâm khi mà cuộc sống đang đứng trước những biến động lớn, bao nhiêu xáo trộn xảy ra trong tuần Thiên Nguyệt Hung tinh nhập mệnh nỗi lo lắng bất an luôn đeo bám con giáp này về phương diện công việc trong tuần cũng không được thuận lợi như mong muốn bản mệnh thấy rằng mình chưa được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra nên có phần bất mãn lại thêm thiên quan khích đều nên càng dễ gây chuyện thị phi vận tình tình duyên khó có thể dự đoán được con giáp này mãi vẫn chưa hiểu được hết những điều người ấy muốn nói đôi bên thiếu tiếng nói chung dễ hiểu lầm mâu thuẫn với nhau trong khi tuổi tuất và nửa kia chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho đối phương đường tài lộc trong tuần khá bất ổn cơ hội để kiếm tiền cực ít ỏi trong khi có bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu tết đã cận kề con giáp này chẳng thể nào cắt giảm chi tiêu tiết kiệm hết mức thứ cần mua vẫn cứ phải mua thôi đừng quên lên kế hoạch một cách hợp lý để tránh lãng phí 12. Tử vi tuần mới tuổi hợi từ ngày 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020. Tuần mới có dự báo người tuổi hợi đang đứng trước cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, tuy nhiên con giáp này cần phải nhanh tay đấy nhé. Chính quan nhập mệnh, có nhiều cơ hội để bản mệnh chứng minh năng lực của mình trên con đường công danh sự nghiệp, nhất là ở thời điểm đầu tuần. Vận tình tài lộc đầu tuần khá vượng, con giáp này cần tập trung để kiếm tiền, khi có thiên tài ở bên thì sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn. Cuối tuần kiếp tài ngự trị, kiếm tiền khó, chỉ có tiêu tiền là nhanh thôi đấy. Bản mệnh cần phải chú ý chi tiêu có kế hoạch, không nên vì ngẫu hứng nhất thời mà vung tay quá chán. Đường tình duyên của tuổi hợi trong tuần này có phần chắc trở, người có đôi dễ nảy sinh những bất đồng trong cách nuôi dạy con cái hay chuyện đối nội đối ngoại nhiều gia đình xung đột chiến tranh lạnh vì bản mệnh và nửa kia ai cũng muốn đối phương làm theo mong muốn của mình người độc thân thì may mắn hơn khi có thiên diêu ở bên nên có thể sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ đối tượng khác phái tốt đẹp nếu cảm thấy rung động thì hãy cho bản thân cho người ấy thêm cơ hội để tìm hiểu nhau nhé biết đâu cả hai sẽ nên đôi thành lứa hạnh phúc thì sao cảm ơn các bạn đã theo dõi video mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp các bạn cải biến vận trình của mình tốt hơn chúc các bạn có một tuần bình an hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại